Thưa quý vị, bắt đầu từ 0 giờ ngày hôm nay, ngày 17 tháng 2, lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã tiến hành dựng rào chắn, cấm tất cả các xe lưu thông qua cầu Nhật Tân hướng từ Võ Chí Công đi Võ Nguyên Giáp nhằm phục vụ công tác kiểm định cầu và thử tải. Toàn bộ xe lưu thông trên cầu Nhật Tân theo hướng nội thành, sân bay Nội Bài bị cấm trong 4 tiếng từ 0 giờ đến 4 giờ sáng. Thời gian thực hiện từ ngày hôm nay đến ngày 20 tháng 2. Với chiều ngược lại sân bay Nội Bài về nội thành Hà Nội trong 2 ngày 21 và ngày 22 tháng 2, lực lượng chức năng sẽ tổ chức cấm xe, phân luồng giao thông thành từng đợt. Mỗi lần cấm xe vào khoảng từ 40 đến 50 phút để thử tải, sau đó tiến hành thông xe. Để có thể kiểm định được mức độ hư hại, đơn vị phụ trách dùng 8 xe tải có khối lượng từ 27 đến 30 tấn một xe, đỗ tại 3 điểm gần nhau để thiết bị máy móc đánh giá độ võng của cầu. Quy trình dùng xe cỡ lớn để thử tải sẽ được lặp lại 3 lần tại mỗi vị trí để đưa ra số liệu chính xác nhất. Theo đơn vị thi công, việc thử tải cầu Nhật Tân được diễn ra vào ban đêm nhằm giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Bên cạnh đó, đơn vị sẽ tiến hành khảo sát nhịp dẫn, nhịp dầm, thép liên hợp, khảo sát bê tông cốt thép, khảo sát dầm chủ, dây văng. Đây là lần đầu tiên cầu Nhật Tân được kiểm định sau 8 năm thông xe. Sau khi kiểm định, đơn vị sẽ tiến hành đánh giá kết cấu cầu và đưa ra kết quả sau 2 tháng để làm căn cứ để đưa ra những biện pháp bảo dưỡng sửa chữa để đảm bảo khai thác công trình cầu Nhật Tân.